là gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin FBNG. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 8, trong đó thì nhóm cổ phiếu năng lượng và Apple thay đổi không đáng kể trong nỗi lo giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12 tháng 8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm không đáng kể, chỉ số S&P 500 tăng 1,98 điểm tương đương 0,1% và chỉ số Nasdaq tăng 7,6 điểm tương đương 0,15%. Sau khi đã giảm điểm phiên trước, cổ phiếu nhóm năng lượng đã tăng trở lại, chỉ số S&P 500 năng lượng tăng 1,9%, mạnh nhất trong nhóm S&P 500. Cổ phiếu của Apple đã quay đầu tăng điểm sau khi đã giảm hơn 3% phiên trước đó do chịu tác động từ việc Trung Quốc phá giá đồng tiền. Cổ phiếu nhóm tài chính vẫn giảm mạnh nhất với nhóm S&P giảm 0,8% cổ phiếu của hãng thương mại điện tử Alibaba giảm 5,1% xuống còn 73,38 đô la một cổ phiếu sau khi báo cáo lợi nhuận không đạt kỳ vọng. Theo đó, Yahoo vốn sở hữu 15% cổ phần tại Alibaba cũng giảm 4,3%. Toàn sàn có khoảng 8,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch so với mức trung bình 7 tỷ mỗi ngày trong tháng này. Cổ phiếu của Alibaba đã rớt xuống mức thấp kỷ lục trên thị trường New York sau khi công ty thương mại điện tử này công bố tăng trưởng kinh doanh thấp nhất kể từ 3 năm. Báo cáo lợi nhuận từ Alibaba cho thấy công ty này đã không đạt được mục tiêu tăng trưởng, doanh số bán hàng trên website sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua, mặc dù vẫn tăng trưởng 34%. Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa ấn tượng bằng công ty đối thủ là JD.com, với mức tăng trưởng đến 82%. Alibaba có thị phần lớn đến nỗi đã thu hút được sự tham gia của các công ty thương mại điện tử khác tại Trung Quốc như JD, Vipshop, Zumi, v.v. Và họ đang tăng trưởng, thậm chí là còn nhanh hơn cả Alibaba. Thêm một thách thức nữa là nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng chậm nhất trong năm nay kể từ hơn 25 năm qua. Báo cáo lợi nhuận này là tin xấu cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu của Alibaba đã giảm giá gần 1 phần 3 so với hồi đầu năm nay. Do đó, Alibaba đã công bố mua lại 4 tỷ đô la cổ phiếu trong vòng 2 năm tới. Kính thưa quý vị, các thị trường chứng khoán châu Á phục hồi nhẹ sau tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc rằng không có cơ sở nào để tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13 tháng 8, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng gần 1% chỉ số ASX của Úc tăng 0,11%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng gần 1,8% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,4%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng gần 1%. Trong số các mã tăng, cổ phiếu của nhà bán lẻ Fast Retailing tăng 2,2%, cổ phiếu của Trend Micro tăng 49%, McDonald Nhật Bản tăng 1,5%, mặc dù báo cáo cho thấy kinh doanh thua lỗ trong 6 tháng đầu năm. Một số cổ phiếu bị tác động trực tiếp bởi sự điều chỉnh tỷ giá của Trung Quốc nhiều nhóm xây dựng, gồm Komatsu và Hitachi Construction cũng tăng điểm. Chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng trở lại, trong khi thị trường thẩm quyến tăng nhẹ 0,3%. Các nhà phân tích cho rằng nhà đầu tư tại Trung Quốc vẫn đang cảm thấy bối rối trước những động thái thiếu rõ ràng từ phía ngân hàng trung ương Trung Quốc. Nhóm bất động sản giảm điểm với Poly Real Estate và China Vanke đều giảm 2%. Tuy vậy, nhóm hàng không tăng điểm với China Eastern Airlines và Air China tăng lần lượt 3,1% và 1,4%. Tại Hồng Kông, cổ phiếu của Lenovo giảm gần 7% sau báo cáo lợi nhuận quý không đạt kỳ vọng. Cùng với việc công ty này có kế hoạch sa thải 3.200 nhân viên thuộc bộ phận phi sản xuất nhằm tiết kiệm 650 triệu đô la từ nay đến cuối năm 2015. Thị trường Úc tăng điểm nhẹ sau hai phiên mất điểm. Nhóm năng lượng tăng điểm với Santos và Woodside Petroleum tăng 3,1% và 2,1% do giá dầu trên thị trường châu Á ổn định, nhóm khai khoáng tăng điểm mạnh với việc vàng tăng giá lên mức cao nhất kể từ 3 tuần qua. Nhóm ngân hàng cũng tăng điểm với Westpac. Ngân hàng Úc và New Zealand đều tăng 1%. Chỉ số Cospi của Hàn Quốc tăng điểm, trong đó cổ phiếu của hàng mỹ phẩm Amor Pacific và LG Household and Healthcare tăng 2%. trạng giá nhà đắt đỏ ở thủ đô London thì nhiều người đã chọn chuyển sang sống trong những ngôi nhà dựng trên thuyền thưa quý vị. Tuy nhiên thì số lượng các nhà thuyền này ngày một tăng nhanh cũng kéo theo nhiều vấn đề khác. Những ngôi nhà thuyền này dường như là một lựa chọn của đa số những ai muốn tìm một nơi ăn cư giá rẻ xung quanh London. Theo tính toán của cơ quan quản lý kinh ở thành phố Canary River Trust thì số lượng thuyền ở London đã tăng hơn 50% chỉ trong 5 năm. Riêng ở khu Hackney, miền đông London, số lượng thuyền đã tăng 85% so với năm ngoái. Theo lời cô sinh viên Tara O'Sullivan, thì đây là một sự lựa chọn khá hợp lý. Tôi thấy thật vô nghĩa khi phải trả quá nhiều tiền thuê nhà tại London. Thường thì tôi cũng không ở nhà nhiều, vì thế tôi nghĩ đến chuyện mua một căn nhà thuyền. Nhưng theo ông Soa Ahmed, quản lý tại Cana River Trust, thì kiểu nhà này không phải thích hợp với tất cả mọi người và cũng không nên được xem như một lựa chọn để thay thế mua nhà giá rẻ. Chúng tôi thấy ngày càng có nhiều người chọn sống trên sông và họ cũng cho rằng đây là một lựa chọn giá rẻ. Tuy nhiên xung quanh lựa chọn này còn có nhiều thách thức khác, cũng như còn nhiều chi phí phát sinh mà mọi người cần tính toán kỹ trước khi mua. Do số lượng thuyền tăng nhanh, nhu cầu mua chỗ neo thuyền tăng theo, dẫn đến giá cho những chỗ neo thuyền này khá cao. Bên cạnh đó, nhu cầu về điện và điều kiện vệ sinh cũng như cơ sở vật chất cũng là một mối lo ngại cho những cư dân trên thuyền. Nhiều người chỉ trích ban quản lý Canal River Trust vì không kịp thời đáp ứng các nhu cầu về điều kiện sống cơ bản của họ. Chúng tôi biết số lượng nhà thuyền rất nhiều, nhưng họ không đảm bảo được điều kiện cơ sở vật chất để đáp ứng đủ nhu cầu người mua. Ở trung tâm London có hàng ngàn thuyền nhưng chỉ có 5 bến đậu, thật vô lý. Vấn đề này không phải chỉ mới phát sinh gần đây, nhưng bao nhiêu năm rồi họ vẫn chưa giải quyết xong. Ông Ahmed cũng cho biết với số lượng tàu thuyền tăng nhanh là thách thức rất lớn cho cơ quan quản lý để kịp thời cung cấp đủ dịch vụ cho người có nhu cầu. Với tình trạng kinh tế trì trệ như hiện nay, thì số lượng người lựa chọn sống trong những căn nhà thuyền có vẻ vẫn chưa giảm trong thời gian trước mắt. Thưa quý vị, nông dân tại châu Âu hiện đang đối mặt với vấn đề tài chính vì giá sữa toàn cầu đang giảm mạnh vì thừa cung và tăng trưởng chậm ở một số thị trường. Điều mà các nông dân châu Âu đang đối mặt hiện nay chính là sinh kế của họ đang bị đe dọa vì giá sữa giảm. Giá sữa giảm, giá trị công việc của chúng tôi cũng giảm đi và thu nhập của chúng tôi đang bị đe dọa. Nông dân cho biết giá sản xuất của một lít sữa hiện đang là 30 xu anh, tương đương không 47 đô la Mỹ. Trong khi đó, số tiền trung bình mà họ được trả thậm chí còn thấp hơn 24 xu. Đó không chỉ là một vấn đề tại châu Âu. Theo Liên Hiệp Quốc, giá sữa toàn cầu trong năm ngoái đã giảm hơn 7% khi nguồn cung đang vượt cầu. Tại Anh, dĩ nhiên là chúng tôi có nhìn vào trên lệch giá giữa nông dân và các siêu thị đầu ra, nhưng cả hai cũng chỉ là những yếu tố nhỏ trong một vấn đề lớn hơn nhiều. Giá sữa đang ở mức thấp nhất trong 12 năm. Tôi nghĩ lý do một phần là vì thường nguồn cung cũng như tăng trưởng yếu và đẩy giá sữa xuống. Giá sữa toàn cầu đã có một thời gian dài tăng lên mức cao kỷ lục kể từ năm 2013, một phần là do nhu cầu từ Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Iraq vừa có hãng hàng không tư nhân đầu tiên mang tên Fly Bada, giữa lúc chính phủ nước này khuyến khích hãng tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Fly Bada là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Iraq. Công ty này do một nhóm doanh nhân thành lập với tham vọng có thể tận dụng được thị trường này Trước đây, Iraq không cho phép tư nhân hóa những lĩnh vực do chính phủ sở hữu, và nếu có công ty nào đó hoạt động thì đó cũng chỉ là những công ty nhỏ, chức năng hạn chế. Hãng hàng không mới này cũng chỉ được khai thác các chuyến bay nội địa. Hãng sẽ thực hiện 3 chuyến bay mỗi ngày giữa Baghdad và Erbil. Dự kiến sắp tới sẽ bay đến Basra và Najaf. Nhiều thập kỷ xung đột bạo lực đã khiến nền kinh tế Iraq bị hủy hoại. Lại cộng thêm việc giá dầu giảm càng khiến tình hình thêm khó khăn. Iraq là quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn thứ ba trên thế giới. Giờ đây chính phủ muốn khuyến khích mở rộng cạnh tranh thị trường để đưa nền kinh tế phát triển. Tôi cho rằng đây là bước đi dũng cảm đối với Iraq và sẽ được đón nhận bởi nhiều nước trong khu vực. Cách tốt nhất để kích thích tăng trưởng kinh tế không phải là chính phủ thâu tóm mọi thứ, mà phải để cho thị trường điều tiết. Flybada là hãng hàng không giá rẻ. Nếu mọi việc thuận lợi, công ty kỳ vọng có thể sẽ khai thác cả đường bay quốc tế thưa quý vị, cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ một người đàn ông vì bán áo thun và trang phục trẻ em nhằm tuyên truyền cho nhà nước Hồi giáo cực đoan IS. Vụ bắt giữ xảy ra vào đêm thứ ba vừa qua tại tỉnh Narón thuộc phía Tây Bắc Tây Ban Nha. Danh tính người đàn ông bị bắt vẫn chưa được cảnh sát tiết lộ. Bộ nội vụ Tây Ban Nha cho biết người đàn ông này có một trang online chuyên bán các trang phục mang tính chất tuyên truyền cho nhà nước Hồi giáo IS và nhóm khủng bố harakat al-Islam Số trang phục này bao gồm chiếc áo thun in hình một đao phủ đang chuẩn bị hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning bị bắt làm con tin hồi năm ngoái, bên cạnh là lá cờ của nhà nước IS. Những chiếc áo thun này được bán với giá 14 euro mỗi chiếc cho khách hàng tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chỉ trong năm nay, gần 50 người bị cáo buộc liên quan tới các tổ chức Hồ giáo cực đoan đã bị bắt tại Tây Ban Nha. Hãng bán lẻ Mỹ Macy's vừa cắt giảm dự báo tăng trưởng sau khi doanh thu và lợi nhuận hàng quý không được như mong đợi. Hàng bán lẻ Macy's của Mỹ đang giảm triển vọng tăng trưởng đối với doanh số bán hàng do hiệu quả kinh doanh yếu hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2015. Doanh số giảm từ 6,27 tỷ đô la Mỹ còn 6,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,5% so với một năm trước đó. Nguyên nhân là do đợt khuyến mãi Friends and Family đã kết thúc, cộng thêm việc hàng hóa bị đình trệ do xung đột tại khu cảng Tây Hoa Kỳ. Bên cạnh các tin tức về kết quả kinh doanh thì Macy cũng đồng thời công bố thêm hai tin tức khác đáng chú ý. Một là kế hoạch thử nghiệm mảng thương mại trực tuyến tại thị trường Trung Quốc dựa trên nền tảng của trang thương mại điện tử Alibaba trong năm nay. Kế đến là kế hoạch tái phát triển lại cửa hàng tại Brooklyn. Cụ thể sẽ bán lại một phần cửa hàng lại cho công ty phát triển bất động sản Tisman Spear.